Bạn mới gacha ra cô làm hacker sới bạc hay đơn giản là tò mò muốn tìm hiểu xem sức mạnh của cô làm ở đâu, xem có đáng để zone hay không thì đây chính là video dành cho bạn. Trong video này, mình sẽ chỉ bạn cách khai thác tận cùng sức mạnh của cô nàng hack điểm yếu sới bạc, đưa ra cái nhìn tổng quan và toàn diện nhất về sức mạnh của cô. Chú ý, do game luôn cập nhật nên mọi thông tin mình đưa ra chỉ phù hợp tại thời điểm mình làm video này. Sau này, có những thay đổi mình sẽ bổ sung và cập nhật ở các video sau. Giờ thì intro thôi. Video này được tài trợ bởi Sahuzu Shop, shop game uy tín và an toàn, có đầy đủ các loại tài khoản với giá siêu cực sốc, lập game giá ưu đãi. Để biết thêm, nhấn vào đường link trong phần mô tả nha. Sới bạc là một nhân vật 5 sao thuộc hệ lượng tử nhánh hư vô trong Honkai Serial. Nhiệm vụ của sới bạc trong trò chơi đó chính là giải hiệu ứng xấu lên đối thủ và khiến kẻ địch có điểm yếu theo hệ của Feta khá đặc biệt, song song với việc giảm phòng thủ, tấn công cho đến tốc độ. Tuy chỉ là một nhân vật đơn mục tiêu, nhưng cô sẽ là một nhân vật hỗ trợ sát thương cực kỳ ổn định cho đội hình 4 lượng tử trong tương lai, hoặc các đội hình khắc chế bot mà không có hệ phá vỡ điểm yếu. Cách chơi và vận hành. Phần này, mình sẽ cùng anh em điểm qua bộ kỹ năng và biết tích, tinh hồn, cuối cùng là đề xuất mẹo chơi phù hợp với cô nàng. Đầu tiên là kỹ năng. Tấn công thường, cảnh báo hệ thống, gây sát thương lượng tử cho một kẻ địch chỉ định tương đương 50% tấn công của sới bạc. Chiến kỹ cho phép thay đổi, có 75% xác suất cơ bản thêm cho một kẻ địch chỉ định một điểm yếu mang thuộc tính có từ đồng đội trong trận và giảm 20% kháng thuộc tính của điểm yếu đó trong 2 hiệp. Nếu kẻ địch đã có điểm yếu của thuộc tính này thì ứng giảm kháng thuộc tính tương ứng sẽ không được kích hoạt. Mỗi kẻ địch chỉ có thể bị sới bạc thêm một điểm yếu. Khi sới bạc thêm điểm yếu lần nữa cho kẻ địch đó thì chỉ giữ lại điểm yếu được thêm vào sau cùng. Có 100% xác suất cơ bản giảm kháng toàn bộ thuộc tính của kẻ địch này đi 7,5% trong 2 hiệp, gây cho kẻ địch này lượng sát thương lượng tử bằng 98% tấn công của sới bạc. Tuyệt kỹ tài khoản đã bị khóa, có 85% xác suất cơ bản khiến phòng thủ của một kẻ địch chỉ định giảm 36% trong 3 hiệp, đồng thời gây cho mục tiêu này sát thương lượng tử bằng 228% tấn công của sới bạc. Thiên phú, chờ hệ thống phản hồi, sới bạc có thể gây 3 loại búp, tấn công giảm 5%, phòng thủ giảm 4%, tốc độ giảm 3%. Sói bạc sau mỗi lần thi triển tấn công có 60% xác suất cơ bản cài một búp ngẫu nhiên cho mục tiêu phe địch bị tấn công, duy trì 3 hiệp. Sau khi điểm qua bộ kỹ năng của mình, anh em có nhận ra sói bạc rất mạnh không? Đúng, lượng sát thương có thể gây ra từ chiến kỹ và tuyệt kỹ của cô đều khá lớn. Tuy nhiên, do sói bạc là nhân vật thuộc hệ hư vô nên cả thiên phú, chiến kỹ, tuyệt kỹ đều có khả năng để búp khá ấn tượng. Điều làm nên thương hiệu và tên tuổi cho cô chính là chiến kỹ có khả năng hack thêm điểm yếu vào kẻ địch, rất là lỗi game. Có sói bạc, anh em sẽ khỏi lo lắng xem mình sẽ gặp kẻ địch là ai, điểm yếu là gì. Với tuyệt kỹ và thiên phú, chỉ đọc qua thôi anh em cũng thấy khá dễ hiểu khi mà tuyệt kỹ giảm một lượng lớn phòng thủ của kẻ địch. Còn thiên phú là một sự bổ trợ khá đặc biệt, có thể giảm tấn công, tốc độ và thủ của kẻ địch với điều kiện kích hoạt khá đơn giản, chỉ cần tập trung đánh một kẻ địch trong nhiều hiệp. Chính vì hai kỹ năng kia quá dễ để lắm mắt nên hẳn là nhà Miojo đã quyết định trao cho sói bạc một chiến kỹ hay điểm yếu tuy xịn, độc quyền nhưng phải gây rối não mới chịu cơ. Dẫu vậy anh em cũng đừng lo lắng, sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu, mình sẽ chỉ cho anh em một vài mánh bí mật về cái chiến kỹ rối não này, giúp anh em trở thành chùm gắn điểm yếu luôn. Trước tiên, sói bạc luôn ưu tiên gắn điểm yếu có thuộc tính mà địch chưa có. Kế đến, xác suất gắn thuộc tính điểm yếu là như nhau, không bị chi phối bởi số lượng thành viên có cùng thuộc tính trong đội. Để đơn giản hóa, anh em tham khảo ví dụ sau đây. Bot mang vũ trụ có sẵn điểm yếu là hỏa, phong, lượng tử. Nếu team cũng chỉ có các nhân vật mang hỏa, phong, lượng tử thì khi đó sói bạc sẽ chỉ gắn lại ngẫu nhiên điểm yếu đó và sẽ không được hưởng giảm kháng 20%. Ngược lại, nếu team ta có các nguyên tố vật lý, băng, lượng tử, khi đó sói chỉ gắn thêm ngẫu nhiên một trong hai điểm yếu là vật lý và băng do không trùng với điểm yếu gốc. Khi điểm yếu mới được gắn sẽ được hưởng giảm kháng 20% thuộc tính đó và xác suất gắn mỗi điểm yếu sẽ là 50%, không phân biệt số lượng thành viên có trong đội mang nguyên tố nào. Do đó, để tận dụng cơ chế gắn điểm yếu, hãy sắp xếp đội sao cho chỉ có một nguyên tố trong đội không trùng với điểm yếu của địch và cố gắng sắp xếp đội có ít nhất hai nhân vật có cùng thuộc tính để tăng tốc độ phá sức bền. Mình đánh giá mức độ thăng tiến bộ kỹ năng theo cấp như sau. Chiến kỹ 5 sao, tăng khả năng gắn điểm yếu của cô, ưu tiên nâng mắc đầu tiên. Tuyệt kỹ 5 sao, giảm phòng thủ của địch cùng gây ra một lượng sát thương ổn, ưu tiên nâng mắc bằng chiến kỹ. Thiên phú 4 sao, gia tăng khả năng gắn búp, tấn công thường 2 sao. Đã xong phần quan trọng, chúng ta đến với các phép tích bổ sung và bí kỹ. Bí kỹ buộc kết thúc tiến trình, tấn công kẻ địch ngay lập tức, sau khi vào chiến đấu sẽ gây sát thương lượng tử bằng 80% tấn công của sói bạc cho toàn bộ địch. Đồng thời, bỏ qua các thuộc tính điểm yếu và làm giảm sức bền của toàn phe địch. Khi phá vỡ điểm yếu sẽ kích hoạt hiệu ứng phá vỡ điểm yếu thuộc tính lượng tử. Một bí kỹ có sức mạnh khá, cùng khả năng bào mòn và phá vỡ điểm yếu, giúp cho đầu game anh em dễ thở hơn trong việc hạ sát và bào mòn sinh lực những kẻ địch yếu. Tạo thời gian duy trì của búp tăng một hiệp,
Mỗi khi có điểm yếu của mục tiêu phe địch bị phá vỡ, sói bạc có 65% xác suất cơ bản cài cho mục tiêu này một búp ngẫu nhiên. Truyền thụ, thời gian duy trì của điểm yếu được thêm cho mục tiêu địch sẽ tăng một hiệp khi thi triển chiến kỹ. Chú thích, khi thi triển chiến kỹ, nếu số lượng hiệu ứng xấu của kẻ địch nhiều hơn hoặc bằng 3, thì chiến kỹ khiến hiệu ứng giảm kháng toàn thuộc tính của kẻ địch giảm thêm 3%. Nhìn chung, cả 3 vết tích bổ sung đều giúp cho sói bạc gia tăng khả năng debuff, gia tăng khả năng bổ trợ sát thương cho đồng minh và đặc biệt là DPS. Từ toàn bộ những vết tích và kỹ năng mình đề xuất đến cách chơi, anh em hãy cho sói bạc cùng đồng minh tập trung úp sọt từng mục tiêu một. Khi đó sẽ dồn toàn bộ hướng xấu của sói lên mục tiêu và lượng sát thương của team gây ra sẽ được khuếch đại lên rất nhiều. Đã xong vết tích, phải xem ngay tinh hồn của sói bạc có đáng giá không nào. Tinh hồn 1, công trình xã hội. Sau khi thi triển tuyệt kỹ tấn công kẻ địch, mỗi một hiệu ứng xấu mà kẻ địch có sẽ khiến sói bạc hồi 7 điểm năng lượng. Hiệu ứng này tối đa có hiệu 5 lần trong mỗi lần dùng tuyệt kỹ. Đây là một tinh hồn giúp sói bạc giảm bớt áp lực hồi năng lượng, tăng khả năng spam tuyệt kỹ liên tục, đồng nghĩa việc gia tăng thêm lượng sát thương phụ trợ cùng khả năng gắn hiệu ứng xấu. Tinh hồn 2, mạng zombie. Khi kẻ địch vào chiến đấu sẽ giảm 20% kháng hiệu ứng của kẻ đó. Rất cần thiết đối với một nhân vật chuyên gắn hiệu ứng xấu, đỡ phải để chỉ số chính xác hiệu ứng lên mức quá cao mà thay vào đó có thể chuyển qua sát thương. Tinh hồn 3 và tinh hồn 5 cũng như mọi nhân vật khác khi tăng 2 cấp chiến kỹ, thiên phú, tuyệt kỹ và 1 cho tấn công thường. Tinh hồn 4, tấn công phản đòn. Sau khi di chuyển tuyệt kỹ tấn công kẻ địch, mỗi một hiệu ứng xấu mà kẻ địch có sẽ gây thêm sát thương lượng tử kèm theo bằng 20% tấn công của sói bạc. Hiệu ứng này tối đa kích hoạt 5 lần trong mỗi lần dùng tuyệt kỹ. Đây là một tinh hồn tăng lượng sát thương khá cho tuyệt kỹ. Tinh hồn 6, mạng lưới trùng lặp. Với mỗi một hiệu ứng xấu mà kẻ địch có, sát thương sói bạc gây ra cho mục tiêu đó sẽ tăng 20%, tối đa 100%, biến sói bạc thành một DPS thực thụ khi mà gia tăng lượng sát thương từ mọi nguồn đầu ra lên mức rất cao. Tóm lại, toàn bộ tinh hồn của sói bạc đều nhằm mục đích tối ưu để gia tăng sát thương cho cô. Vậy, lên đầu tư mức tinh hồn mấy cho sói bạc? Tiết kiệm nhất sẽ là mức E2, sau đó đến mức cao nhất E6, biến sói bạc trở thành một DPS có đầu ra sát thương thuộc hàng top trong game. Sói bạc khá đặc biệt khi cô có thể đảm nhận 3 vai trò: Support, Sub DPS, DPS nếu đủ các điều kiện thích hợp. Đầu tiên sẽ là nón ánh sáng. Nón phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại chính là chấn của cô, cơn mưa tầm tã. Không chỉ bổ sung chính xác hiệu ứng, tỷ lệ bạo kích ở mức khá, còn gắn thêm một hiệu ứng xấu đặc biệt lên kẻ địch ngẫu nhiên chưa có, khiến sát thương chúng phải nhận gia tăng. Tuy nhiên, nếu không có chấn, ta có thể sử dụng các sự lựa chọn thay thế sau. Các lón mình lêu theo thứ tự sức mạnh giảm dần. Đầu tiên là lón 4 sao, trước khi bắt đầu nhiệm vụ tân thủ, mang lại một lượng lớn chính xác hiệu ứng cùng hồi năng lượng. Tiếp đến là lón 5 sao, nhân danh thế giới, gia tăng sát thương của cô, bổ sung thêm lượng chính xác hiệu ứng và tấn công khi dùng chiến kỹ. Chúc ngủ ngon, gia tăng lượng sát thương đầu ra của sói bạc. Sự quyết tâm như giọt mồ hôi lấp lánh, có khả năng gắn thêm cho địch một hiệu ứng giảm phòng thủ. Hẹn gặp lại, bổ sung một lượng sát thương gây ra cho một kẻ địch ngẫu nhiên. Cuối cùng là lón 3 sao, sử dụng trong giai đoạn đầu game hoặc khi không có các lón 4 sao hoặc 5 sao phù hợp. Tĩnh mịch. Tiếp đến chính là việc chọn bộ di vật cho cô. Ở đề xuất đầu tiên là lối dễ build dễ khỏe nhất, support. Ở lối này, anh em cố gắng đẩy chính xác hiệu ứng lên mức 132% ở tinh hồn 0 hoặc 74% ở tinh hồn 2 để tối ưu tỷ lệ gắn hiệu ứng xấu từ mọi nguồn kỹ năng của cô. Bộ di vật phù hợp nhất sẽ là bộ 4 thiện xạ bông lúa, được sử dụng để gia tăng số lượt hành động và giúp sói bạc đánh chất lượt của DPS ở mỗi hiệp. Tiếp theo là bộ 4 thiên tài xuất chúng, và cuối cùng là bộ mic 22 thiên tài xuất chúng và thiện xạ bông lúa. Phụ kiện di viện, đầu tiên sẽ là bộ công ty kinh doanh liên ngân hàng, giúp cung cấp thêm chỉ số chính xác hiệu ứng và tấn công cho sói bạc. Tiếp đến là bộ Cienzu không có tuổi, bộ này hỗ trợ chung giúp tăng sát thương cho cả đội. Dòng di vật anh em ưu tiên theo thứ tự sau, với dòng chính: thân, chính xác hiệu ứng, dây, tốc độ, cầu, sát thương lượng tử, dây, hiệu suất hồi năng lượng. Về dòng phụ, ưu tiên hàng đầu sẽ là chính xác hiệu ứng, tốc độ, tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích, tấn công phần trăm. Một lưu ý nhỏ dành cho các anh em sử dụng chấn 4 sao khi nhiệm vụ tân thủ bắt đầu. Với mức tinh hồn 0, hãy dùng bộ Von Warp hoạt bát, khi đó anh em có thể sử dụng dây tấn công hoặc tấn công kích phá. Còn nếu có tinh hồn 1 thì hãy dùng bộ công ty kinh doanh như ngân hà với dây tấn công hoặc tấn công kích phá nha. Tiếp đến sẽ là lối build sắp DPS và DPS. Khi anh em đạt đủ điều kiện nhất định về tinh hồn, phù hợp nhất sẽ là mức tinh hồn 2.
Ở lối build này, anh em hãy cố gắng giữ chính xác hiệu ứng ở ngưỡng 96% với mức tinh hồn 0, khoảng 47% ở mức tinh hồn 2 để tối ưu nhất anh em nhé. Bộ di vật phù hợp, hàng đầu là bộ 4 thiên tài xuất chúng, giúp gia tăng lượng sát thương đầu ra cho cô. Tiếp đến là bộ mix 22 thiên tài xuất chúng, thiện xạ bông lúa. Cuối cùng là bộ 4 thiện xạ bông lúa. Phụ kiện di viện, đầu tiên sẽ là bộ trạm phong ấn không gian, tiếp đến là bộ sao xuân tô dùng xoay, cuối cùng là bộ công ty kinh doanh liên ngân hà. Dòng di vật anh em ưu tiên theo thứ tự sau: với dòng chính thân, tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích, dây, tốc độ, tấn công phần trăm, câu, sát thương lượng tử, dây, hiệu suất hồi năng lượng hoặc tấn công phần trăm. Về dòng phụ, ưu tiên hàng đầu sẽ là tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích, chính xác hiệu ứng, tấn công phần trăm, tốc độ. Theo hướng sắp DPS, thuần tấn công kích phá sẽ là bộ 4 kẻ cướp vượt sao băng và Talia vương quốc trộm cướp. Từ thời điểm ra mắt, Sói Bạc đã mở ra lối xếp đội hình khá đặc biệt. Dựa trên nguyên tắc bộ kỹ năng ở trên thì team Sói Bạc thường chỉ có 1 đến 2 thuộc tính. Đội đầu tiên mình muốn đề xuất với anh em chính là Sói Bạc F2P. Đội hình này tập trung vào việc cải thiện khả năng gây sát thương của lượng tử và vật lý. Điều này đặc biệt hiệu quả nếu kẻ thù không yếu với một trong hai nguyên tố. Anh em cũng có thể đưa bất kỳ nhân vật DPS nào khác vào đội, chỉ cần đảm bảo việc Sói Bạc sẽ gắn điểm yếu có thuộc tính của DPS. Sói Bạc đơn nguyên tố. Sói Bạc có thể giúp các đội đơn nguyên tố vận hành khá trơn tru trong chiến đấu khi chống lại kẻ địch bất kỳ mà không cần quan tâm đến điểm yếu. Dù vậy, anh em vẫn gặp phải vấn đề tỷ lệ 50-50 giữa lượng tử và nguyên tố khác. Nhưng điều này cũng không thành vấn đề, chỉ cần tìm cơ hội để cố gắng điểm yếu anh em cần là được. Nếu kẻ thù đã có điểm yếu lượng tử từ trước thì thật là tốt. Lượng tử Hyper Carry. Vì Sói Bạc là một hỗ trợ tuyệt vời để gắn điểm yếu lên những kẻ địch không có nó, lên một đội hình chỉ có mỗi lượng tử trong tương lai sẽ khiến Sói Bạc trở nên tốt hơn nữa, vì sẽ loại bỏ sự gáp tra gắn điểm yếu trong chiến kỹ của cô. Cho đến lúc đó, anh em hãy sử dụng support và healer hoặc tank có chung nguyên tố phù hợp với điểm yếu của nguyên tố kẻ thù để đảm bảo khả năng gắn điểm yếu lượng tử. Trên đây là những chia sẻ của mình về cách chơi cũng như lối build của nhân vật Sói Bạc. Nếu thấy hay, hãy để lại một like, một share, một subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn anh em ở các video tiếp theo. Và giờ, VID out.